Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ giành chiến thắng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Diễn biến tình hình trên các mặt trận cho thấy kết quả là một kết quả được định trước. Cụ thể, ông Peskov nói trong một chương trình truyền hình rằng kết quả đã được xác định trước. Động lực hiện tại của tình hình trên các mặt trận chứng tỏ điều này chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Trước đó phát biểu trong cuộc họp tư lệnh cấp cao Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga đã giành được từ tay Ukraine các ngôi làng Pevomaiskoy, Novomikhailovka, phía tây và tây nam thành phố Donetsk, cũng như khu định cư Bogdanovka cách không xa Bakhmut, Atemovs. Bộ trưởng Shoigu cho biết vùng kiểm soát của Nga đang được mở rộng ở Berdychi và Georgieva, phía bắc và tây Donetsk. Vị tướng Nga khẳng định tiềm lực chiến đấu của nước này cho phép họ tấn công liên tục và ngăn ngừa đối phương giữ được phòng tuyến. Tướng Sogu nhắc lại cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 và nói rằng dù được NATO giúp đỡ về vũ khí và lối đánh, cuộc phản công đó vẫn thất bại. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết nước này sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất quân sự trong lúc gia tăng cường độ tấn công các trung tâm hậu cần cất trữ vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, giới chức Ukraine thường xuyên lý giải việc họ phải rút lui là do thiếu đạn dược và viện trợ từ phương tây giới quan sát phương tây cho rằng khả năng thất bại của ukraine trong cuộc xung đột với nga ngày càng tăng và có thể diễn ra dưới một số hình thức các chuyên gia tại viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại washington tin rằng tổng thống nga vladimir putin đang theo đuổi các mục tiêu tối đa ở ukraine theo đó dẫn đến sự đầu hàng hoàn toàn của kiev và phương tây họ cho rằng moscow có thể sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát toàn bộ ukraine trong một bài đăng trên trang của Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Rusi, cựu cố vấn trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Alexander Daniliuk nói rằng việc khiến cho Ukraine thất bại hoàn toàn là mục tiêu chính của Nga. Nhà quan sát này nhận định, rõ ràng nếu Ukraine mất đi sự ủng hộ từ phương Tây thì Nga sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác thì lại hoài nghi về kế hoạch trên và tin rằng quân đội Nga đã chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột đến mức họ sẽ không thể phát động một chiến dịch quy mô mới trước NATO được củng cố về mọi mặt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm The Guardian của Anh, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuleba đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến viện trợ quân sự quốc tế, trong đó nhấn mạnh vào việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ông Kuleba cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận được thêm 7 hệ thống tên lửa phòng không Patriot để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trong đó đã xác định được một khẩu đội do Đức chuyển giao. Những cuộc đàm phán về bốn tổ hợp Patriot còn lại đang ở giai đoạn khác nhau. Ông Kuleba cho biết đã đích thân tới kiểm tra hai khẩu đội trong số đó, nhưng thông tin hiện chưa thể công khai cho báo chí. Theo Ngoại trưởng Ukraine, khó khăn lớn nhất trong quá trình đàm phán nằm ở mong muốn của những nước cung cấp, đó là phải nhận được mức bồi thường thỏa đáng. Điều này đòi hỏi thương lượng và giải quyết các lợi ích một cách cẩn trọng. Mặc dù vậy, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ sự tin tưởng rằng các hệ thống Patriot sẽ sớm được bàn giao. Ông Kuleba nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Mỹ trong toàn bộ tiến trình. Hiện tại giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây đang tồn tại một số khúc mắc khi Kiev tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự, trong khi đối tác lại gặp nhiều khó khăn. Ukraine đã xác định được 7 quốc gia mà nước này có thể xin viện trợ hệ thống phòng không Patriot, nhưng hiện tại mới chỉ có Đức xác nhận sẽ chuyển giao vũ khí. Ngoại trưởng Kuleba cũng chỉ trích sự chậm chạp và thiếu thỏa đáng trong các biện pháp mà đồng minh thực hiện, đồng thời nói rõ những lời hứa giúp tái thiết sau giao tranh sẽ không hiệu quả nếu thiếu hành động tích cực để ngăn chặn sự tàn phá. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine nói rõ viện trợ quân sự từ Mỹ và các nước phương Tây khác như hiện tại là không đủ để đi tới chiến thắng và kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Như vậy, có thể thấy rõ triển vọng tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine thông qua việc nhận thêm các hệ thống phòng không Patriot vẫn còn chưa chắc chắn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Ba Lan cũng đã vừa bày tỏ mong muốn Thủ tướng Đức sẽ thay đổi lập trường và cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus của Đức sau khi Mỹ gửi tên lửa tầm xa tới Kiev. Bộ trưởng Ba Lan nhấn mạnh việc Mỹ gửi tên lửa Atak MS tầm xa tới Ukraine là động thái phản ứng trước sự leo thang ở Ukraine. Điều này đòi hỏi Đức cũng phải có những đáp trả phù hợp. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa cung cấp thông tin cụ thể nào về khả năng hoạt động của những tên lửa này. Thủ tướng Đức đến nay vẫn kiên quyết từ chối gửi tên lửa hành trình Taurus tới Ukraine và lo ngại rằng Đức có thể bị lôi kéo vào giao tranh nếu nước này gửi tên lửa cho Kiev. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng lưu ý rằng Berlin đã tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine sau giao tranh. Tuy nhiên, giải pháp tốt hơn hết là ngăn chặn sự hủy hoại đối với đất nước này từ đầu. quân đội Nga tiếp tục phá hủy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine bằng một đòn tấn công chính xác từ máy bay không người lái Lancet. Theo Top World, máy bay không người lái UAV Nga đã phát hiện ra hệ thống HIMARS của Ukraine khi đang tiến hành trinh sát khu vực Krasny Liman. Ngay lập tức, tọa độ mục tiêu đã được chuyển đến UAV Lancet. Kết quả, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đã bị phá hủy chỉ bằng một đòn tấn công chính xác. Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin này. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Nó có khả năng tấn công mở rộng, nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Trong khi đó, máy bay không người lái Lancet đang được các lực lượng Nga triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột với Ukraine. UAV đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến khi liên tiếp vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đối phương. Trong một diễn biến liên quan khác, quân đội Nga cũng đã sử dụng chiến thuật màn khói để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Trong các đoạn video được truyền thông Nga công bố, quân đội nước này đã sử dụng xe tải quân sự TDA-3 để tạo ra những màn khói dày đặc ở làng Belogorovka. Những màn khói này sau đó hợp lại thành một đám mây lớn che phủ mọi thứ trong tầm mắt. Truyền thông Nga cho biết việc ngụy trang bằng khói khiến Ukraine không thể dùng UAV trinh sát để xác định vị trí của chúng ta. Bằng cách này, lực lượng Nga đã tiếp cận và chiếm được một số cứ điểm quan trọng của đối thủ. Các chuyên gia quân sự tiết lộ, TDA-3 là vũ khí được gắn trên khung gầm xe tải Cam AZ-5350 được Nga sử dụng lần đầu tiên vào năm 2016. Loại xe quân sự này gồm một thùng chứa hỗn hợp tạo khói và thiết bị điều khiển cần hai binh lính để vận hành. TDA3 được cho là chỉ cần 5 phút để sẵn sàng hoạt động, có thể tạo ra 13 kg khói một phút. Mỗi bình chứa được nạp đầy có thể tạo khói liên tục trong vòng 6 giờ đồng hồ. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng chiến thuật màn khói. Hồi đầu tháng 1 năm nay, các xe tải TDA3 cũng được triển khai tới bán đảo Crimea để bảo vệ các vị trí quan trọng trước nguy cơ không kích từ Ukraine. Theo The Daily Beast, sau khi gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được thông qua, Tổng thống Biden đã cam kết rằng việc vận chuyển vũ khí sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hàng loạt quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, đã lên tiếng bày tỏ niềm vui cũng như gửi lời cảm ơn tới Mỹ. Nhưng phản ứng ở gần tiền tuyến của cuộc giao tranh lại có phần rất khác. Oleg thở dài khi giờ Daily kể cho anh nghe về những sự kiện xảy ra ở Washington DC và nói bây giờ cuộc xung đột này sẽ tiếp tục. Oleg đến từ Santipka, một phần của thành phố Kharkov đã nhiều lần bị tên lửa Nga tấn công. Phần lớn các tòa nhà dân cư, cơ sở kinh doanh và cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây đã bị hư hại nghiêm trọng. Oleg cho biết, anh không ủng hộ Nga và không muốn sống dưới sự kiểm soát của Moscow. Oleg nhấn mạnh rằng anh chỉ muốn xung đột kết thúc. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ sẽ giúp Ukraine giành chiến thắng. Ông Vladimir, 45 tuổi, một công nhân xây dựng ở Kharkov nói rằng 61 tỷ đô la Mỹ cuối cùng sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các quan chức tham nhũng. Ông nói, tiền chỉ mang lại lợi ích cho các chính trị gia. Họ mua nhà, căn hộ, trong khi bạn bè của chúng tôi đang phải chiến đấu. Và bày tỏ niềm tin rằng tiền viện trợ từ nước ngoài đã được các chính trị gia Ukraine sử dụng để mua những món đồ xa xỉ, chứ không phải trao cho những người thực sự cần, như những người binh sĩ bị thương, người già hay những người đã mất tất cả vì xung đột. Ông Vladimir nhấn mạnh, trong suy nghĩ của tôi và tất cả bạn bè tôi, Số tiền này không giúp ích gì cho Ukraine, đất nước chúng tôi vẫn đang chìm trong nạn tham nhũng. Và nói thêm rằng, ngay bây giờ ông không nghĩ Ukraine sẽ thắng trong cuộc giao tranh. Vladimir và vợ Julia, 39 tuổi, sống cùng hai con tại một ngôi làng nhỏ ở ngoài Okharkov, nơi đã luôn là một điểm nóng xung đột. Ông cho rằng, Ukraine có thể đã thắng trong cuộc xung đột này nếu không có nạn tham nhũng. Và vì nạn tham nhũng vẫn tồn tại, nên khoản viện trợ mới cho Kiev sẽ không có nghĩa là Ukraine sẽ thắng. Đầu năm nay, cơ quan an ninh Ukraine SBU tuyên bố họ đã phanh phui một mưu đồ tham nhũng trong quá trình quân đội nước này mua đạn dược với tổng giá trị lên đến 40 triệu đô la Mỹ. Việc Ukraine công bố vụ tham nhũng mua sắm vũ khí đạn dược trên quy mô lớn sẽ gây tác động tư tưởng lớn tại một quốc gia đã quá mệt mỏi về nhiều mặt sau 3 năm xung đột vũ trang với Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã xác nhận có vụ tham nhũng vũ khí đó. Cuộc chiến diệt trừ tham nhũng rộng khắp vẫn là một vấn đề lớn tại Ukraine trong bối cảnh nước này cố gắng xin tư cách thành viên của Liên minh châu Âu, EU. SPU cho hay, cuộc điều tra đã bóc trần các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, cũng như các nhà quản lý của bên nhà cung cấp vũ khí là Elvip Arsenal, những người đã ăn cắp gần 1,5 tỷ Hrypnia trong mùa đạn pháo. Thông báo của SPU cho biết, theo cuộc điều tra, cả cựu và đương kim quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cũng như người đứng đầu các công ty trực thuộc đã dinh líu vào vụ biển thủ này. Cụ thể, SPU cho biết vụ thụt kết này liên quan quá trình mua 100.000 quả đạn cối cho quân đội Ukraine. Theo SBU, hợp đồng về đạn pháo được ký kết về hạng Lviv Arsenal vào tháng 8 năm 2022, 6 tháng sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Việc thanh toán đã được thực hiện trước và một số khoản tiền trong đó đã được gửi ra nước ngoài.